Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu biệt thự có hồ câu cá tại trục đường Nguyễn Văn Lượng thuộc phường 16 quận Gò Vấp nha. Căn nhà biệt thự nhà mình thì ngang tới 14 sâu 12 mét, công nhận đủ diện tích là 120 mét vuông đất và hướng chính đông. Giá tiền chỉ có 9 tỷ 300 triệu đồng thôi. Nhà mình thì nằm ngay đối diện với siêu thị Lotte Mart và khu Cityland của quận Gò Vấp nha. Một căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp, góc hai mặt tiền và cực kỳ thoáng mát luôn. Phải nói là nhà thì trồng rất nhiều cây xanh, có hồ nuôi cá koi và khuôn viên cực kỳ rộng lớn nha. Một căn nhà biệt thự theo kiểu nghỉ dưỡng tại trung tâm quận Gò Vấp, ngay đối diện với siêu thị Lotte, ngang 14 sâu 12 nha. Thiết kế rất đẹp, rất là sang trọng luôn. Đây là một siêu biệt thự giá học sinh cho những anh chị cô chú nào có tầm tài chính vừa tiền, ta muốn mua được những căn nhà phố có khuôn viên rộng để vui chơi, ăn uống và nhậu nhẹt, đánh bài. Thì đây là một căn nhà phải nói rất tuyệt vời. Một căn nhà góc hai mặt tiền có không khuôn viên cực kỳ rộng lớn cho chúng ta bay nhảy nha. Đây, khách thì vô xem nườm nượp luôn. Căn nhà góc cực kỳ đẹp luôn, cây rất nhiều. Ta được chủ nhà trồng cực kỳ nhiều cây luôn. Con đường trước nhà thì rộng khoảng tầm 5 mét. Và có một cái khu vực công viên cây xanh đối diện. Con đường trước nhà rộng 5 mét, quay đầu xe hơi được. Và hẻm một sẹt của trục đường Nguyễn Văn Lượng nha. Hẻm xe hơi. Và chúng ta cùng theo chân em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong căn biệt thự. Có sân vườn này, căn biệt thự sân vườn. Sẽ có lớp cổng sắt phía ngoài này. Phía trong thì khoảng sân xe máy, gara đậu ô tô ở đây. Đậu xe máy ô tô đậu thoải mái ở đây nha. Và căn này thì rất là nhiều khách coi nha quý vị. Anh chị nào nếu mà yêu thích thì hãy nhanh tay gọi ngay để được bác hướng dẫn đi xem. Căn này chắc sẽ bán rất là nhanh thôi. Mặt tiền thì được ốp nhựa giá gỗ và trang trí cực kỳ đẹp luôn. Ngang rộng tới 14, sâu vào 12 mét, công nhận tới 120 mét vuông đất. Phía trong đây sẽ là khu vực khuôn viên, khu vực sân vườn. Ở đây chúng ta được trang trí ốp gạch 80 và trồng cây xanh rất là nhiều. Chúng ta có cây vú sữa, phía trong thì có cây xoài, cây hoa đại. Và ở đây thì có luôn một cái hồ nuôi cá koi nha. Hồ nuôi cá thì mới có ít cá thôi. Anh chị nào muốn nuôi cá lớn thì chúng ta về nuôi thêm. Đây, cái hồ rất là đẹp. Căn nhà chúng ta có thể nhậu nhẹt, đánh bài, chơi đủ các mọi lĩnh vực trong đây. Có 9 tỷ 3 thôi. Có ngay một căn nhà khuôn viên cực kỳ rộng lớn nha quý vị. Khuôn viên rất là rộng. Căn biệt thự phố phải là rất sang chảnh, ngay đối diện với siêu thị Lotte. Khách thì rất là nhiều, nườm nượp luôn nha quý vị. Đây, mặt tiền theo kiểu hiện đại và trang trí cực kỳ đẹp, cực kỳ sang chảnh luôn. Giá tiền có 9 tỷ 3 thôi nha, giá học sinh luôn. Biệt thự giá học sinh. Và chúng ta sẽ được trang trí khu vực tầng trệt sẽ là bố trí phòng khách, phòng bếp tích hợp chung luôn. Tặng lại full nội thất phải tới cả tỷ đồng. Chúng ta có bộ bàn ăn 6 ghế này, có sofa, có máy lạnh ở tầng trệt, có tủ lạnh LG và máy hút khói. Toàn bộ nội thất của An Cường. Nhà này có thiết kế, có kiến trúc sư thiết kế hết nha. Giá có 9 tỷ 3 thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm thì hãy alo ngay với em Hưng. Em Hưng sẽ nhiệt tình dẫn khách, dẫn anh chị đến xem. Còn mua thì tùy thuộc vào anh chị nha. Căn nhà rất đẹp, rất là đẳng cấp. Khách xem nườm nượp và sắp chốt cọc rồi. Hiện giờ thì nhà Gò Vấp đang rất là sốt nha quý vị. Chứ ra căn nào là bán căn đó. Nên anh chị nào xem video thì hãy alo ngay. Alo ngay và luôn. Em Hưng thì nay quay video thì quay chơi thôi, chứ không bán được căn nào cả. Nếu anh chị nào thích thì chúng ta nhanh tay. Nhà Gò Vấp bây giờ rất là sốt luôn. Khách xem nườm nượp và các tỉnh cũng như là các khách ở thành phố đổ về rất nhiều. Toàn bộ là phòng master hết nha. Chúng ta sẽ được ốp sàn gạch 80 và có toilet
cực kỳ thoáng, toilet có cửa sổ bên hông, cửa sổ phía trước và có rèm cửa nha. Nhà này mà toilet không có rèm cửa thì tắm hàng xóm ngắm hết. Rất nhiều cửa sổ, toilet thì rộng và có bồn tắm nằm, gạch ốp cao lên hết tường như kiểu đang nghỉ dưỡng ở resort vậy. Có tủ quần áo này. Xin nhắc lại là căn nhà này ngang tới 14, sâu 12 mét. Và xây dựng thì không hết đất đâu, trừ sân vườn rất là nhiều. Xây thì em không biết xây bao nhiêu nhưng mà có 3 phòng ngủ cực kỳ rộng luôn này. Đây có tủ quần áo và bàn làm việc. Bạn mỗi lầu mỗi phòng ngủ, mỗi máy lạnh, mỗi giường 2 mét. Ban công đúc 2 mét nha quý vị. Chúng ta trồng cây thoải mái ở đây luôn. Chủ nhà đã trồng sẵn cây rồi, chúng ta về chẳng phải mua sắm thêm cây cối đâu. Chỉ việc tưới nước thôi. Hướng chính đông, giá có 9 tỷ 3 thôi. Cây phát tài này, trồng rất là nhiều hoa. Và có cây vú sữa, rất nhiều quả rồi. Cây xoài nhiều quá nhưng mà môi giới vào ăn hết rồi. Đấy, nhà rất là đẹp, rất là sang luôn. Có 9 tỷ 3 thôi, nhà thì hẻm một sẹc 5 mét. Ngay đối diện với siêu thị Lotte thuộc trục đường Nguyễn Văn Lượng. Lên trên thì chúng ta cũng có một phòng ngủ giống y luôn. Khu vực cầu thang thì ốp đá và chạy đèn led này. Toàn bộ thì vật liệu mới, ốp tường vật liệu mới này. Ốp tường cái này kiểu như là đá vật liệu kiểu mới. Và chúng ta cũng được trang trí đầy đủ nội thất. Đấy, nhà rất đẹp rồi. Nhà này thì em khỏi nói nhiều, anh chị nào thích thì hãy mua đi thôi. Nhà có sân vườn rất là rộng, giá tiền rẻ. Mua ở thì rất là tuyệt vời. Đấy, ngang thì rộng to tướng luôn. Này nhậu thì kêu 20 đối thủ nhậu nhẹt. Tần dòng giá vẫn ok, nhà rất là rộng, có sân vườn, nướng đồ. Hoặc là chúng ta muốn nấu ăn ngoài sân cũng được. Căn nhà phải nói rất là rộng, giá tiền hợp lý. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ có khu vực phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 thì sẽ làm nhỏ đi để chúng ta làm phòng giặt. Đấy, rất là rộng. Phòng giặt, phòng thờ. Đây, phòng số 3 làm nhỏ đi này. Phòng này thì cũng có nội thất thôi. Tường được sơn hiệu ứng, có tủ âm tường. Căn nhà thiết kế rất là hay, to tướng luôn, góc hai mặt tiền. Nhà này được cái nhiều cửa sổ. Đây, rất là đẹp nha quý vị. Hướng chính đông, giá có 9 tỷ 3 thôi. Bên này chúng ta có máy giặt và khu vực thờ. Thờ thì nhỏ nhỏ thôi. Giặt đồ bên này có máy giặt luôn. Video của em đến đây là kết thúc rồi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.